Chuyên mục Điện Biên làm theo lời Bác xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, chi bộ Ban giám hiệu Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở Ma Thị Hồ, huyện Mường Trà đã tập trung đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các hoạt động nhân đạo, coi đây là động lực để nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở Ma Thị Hồ với quy mô 20 lớp học, trên 400 em học sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số ở 12 bản thuộc địa bàn Ma Thị Hồ, một xã biên giới, đời sống của đại bộ phận nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nên ảnh hưởng không nhỏ tới việc cho các em đến lớp. Đó cũng là một trong nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng dạy học của thầy và trò nhà trường. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chi bộ, ban giám hiệu nhà trường đã xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký, học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng chương trình hành động cụ thể. Hàng tháng trong sinh hoạt, chi bộ tổ chức kiểm điểm mọi mặt các hoạt động lãnh đạo chỉ đạo của tập thể, trong đó có kiểm điểm kết quả việc học Bác gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của mỗi cá nhân. Bên cạnh đó, chi bộ nhà trường chỉ đạo các tổ chuyên môn lồng ghép tuyên truyền đến học sinh những câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nêu gương các cá nhân tiêu biểu trong nhà trường nhằm góp phần giáo dục đạo đức lý tưởng cho học sinh. Trên cương vị tổ trưởng tổ xã hội, giáo viên bộ môn ngữ văn, cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm luôn giữ tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, tận tụy với công việc, thường xuyên trau dồi kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn. Trong công việc, cô giáo Tâm luôn thực hiện nghiêm túc việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, tích cực làm đồ dùng dạy học, thường xuyên trau dồi kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn. Từ việc học và làm theo Bác, trong mỗi bài giảng của mình, cô đều gắn với thực tiễn xung quanh đời sống hàng ngày, đúc rút những kết luận mang tính quy luật nhằm tăng hứng thú học tập cho học sinh, giúp các em hiểu được vai trò và ý nghĩa thực tiễn của bộ môn này. Bên cạnh đó, cô chủ động dạy phân theo nhóm đối tượng, khai thác triệt để các thiết bị dạy học, khích lệ hướng dẫn học sinh năng lực tự học và sáng tạo. Là một đảng viên, một giáo viên thì tôi luôn tích cực noi theo cái tư tưởng đạo đức của người trong cái đạo đức nghề nghiệp. Việc mà thực hiện cái đạo đức nghề nghiệp theo như tư tưởng Hồ Chí Minh thì cũng không phải là việc gì khó khăn lắm, chỉ là những cái việc từ những cái việc nhỏ nhặt như là đảm bảo ngày giờ công lao động, thực hiện đúng các cái quy chế chuyên môn, tích cực nghiên cứu các cái phương pháp dạy học để mới, phương pháp tích cực để làm cho học sinh dễ hiểu hơn và tiếp thu kiến thức một cách khoa học nhất. Đạo đức Hồ Chí Minh còn được thể hiện ở cái việc đó là thực hiện tích cực làm tất cả mọi việc vì cái học sinh thân yêu, hoàn thành tốt mọi cái nhiệm vụ được giao và khắc phục mọi khó khăn để cái hoàn thành cái nhiệm vụ của mình. Nhà trường thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề cấp tổ, cấp trường, cụm trường về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dạy và học. Chú trọng hoạt động của tổ bộ môn, chỉ đạo đổi mới cách sinh hoạt theo hướng tập trung giúp đỡ đồng nghiệp, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tăng cường vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện và giáo dục kỹ năng sống cho các em học sinh. Trong quá trình dạy thì chúng tôi đã nghiêm túc thực hiện cái tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, đó là gì ạ? Luôn luôn là cái về phẩm chất đạo đức, là có phẩm chất đạo đức lối sống trong sáng lành mạnh để học sinh noi theo. Cái thứ hai nữa là chúng tôi tích cực rèn luyện về chuyên môn nghiệp vụ để rồi là tìm ra những cái phương pháp làm sao để có thể giúp học sinh nâng cao được cái chất lượng học. Về cái tư tưởng thì ở đây thì chúng tôi đã lồng ghép trong các môn học, ví dụ như là môn văn và môn giáo dục công dân, để có thể là trong học để hướng dẫn học sinh hiểu thêm được về cái tư tưởng của Bác để mình có thể phấn đấu học tốt hơn. Để việc học và làm theo Bác ngày càng đi vào thực chất hiệu quả,
nhà trường đã triển khai hướng dẫn cho các tổ chức đoàn thể, cá nhân trong trường xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ thị 05 gắn với vị trí công tác và nhiệm vụ được giao. Xây dựng mô hình điển hình về tập thể và cá nhân học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó có những giải pháp đồng bộ sát thực tế, mang tính khả thi, phù hợp với từng giai đoạn. Nhà trường luôn coi việc học tập và làm theo gương Bác là nhiệm vụ thường xuyên liên tục gắn với các phong trào thi đua của ngành là dạy tốt, học tốt. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Hàng tháng, hàng quý, chi bộ, ban giám hiệu nhà trường đều xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện theo từng chủ đề. Nội dung công việc cụ thể, khuyến khích giáo viên tích hợp nội dung học tập và làm theo gương Bác trong các môn học. Đồng thời, xây dựng và duy trì hiệu quả quỹ Người Tốt, Việc Tốt nhằm giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ học sinh, giáo viên ốm đau và ủng hộ nhiều hoạt động nhân đạo khác. Nhờ triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo gương Bác, nhận thức và việc làm của cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các thầy cô đều nêu cao tính tiền phong gương mẫu, sống chuẩn mực, tận tâm với công việc. Trong quá trình triển khai, chi bộ ban giám hiệu nhà trường phân công từng cá nhân phụ trách các nội dung và theo dõi kiểm tra, đôn đốc hàng ngày. Mỗi cá nhân đều phải nghiêm túc thực hiện và lựa chọn việc làm cụ thể để thực hiện, học tập và làm theo gương Bác dựa trên kế hoạch mà mình đã đăng ký. Trong đó, đề cao vai trò tiên phong gương mẫu đi đầu của cán bộ đảng viên, lấy kết quả học tập và làm theo Bác là một trong các tiêu chí để đánh giá thi đua của đội ngũ cán bộ đảng viên hàng năm. Cái việc nhận thức và triển khai những cái nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là đặt lên hàng đầu và triển khai xuyên suốt trong cả một năm học. Về cách thức triển khai thì thông qua các buổi họp chi bộ, rồi lồng ghép vào các buổi họp chuyên môn của nhà trường. Qua quá trình triển khai thì cán bộ, đảng viên, giáo viên trong nhà trường đều nhận thức rất là tốt. Nhiều năm nay không có đảng viên vi phạm đạo đức nhà giáo, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, hoàn thành mọi công việc mà nhà trường đề ra. Bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, hàng năm, trường phổ thông dân tộc bán chú Trung học cơ sở Ma Thị Hồ còn tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo, thông qua việc duy trì hiệu quả quỹ Người Tốt, Việc Tốt. Vào mỗi năm học, nhà trường thường phát động cán bộ, giáo viên và học sinh, cựu học sinh tham gia đóng góp, ủng hộ quỹ. Số tiền ủng hộ sẽ được dùng để hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ học sinh và cán bộ, giáo viên ốm đau đột xuất, ủng hộ các hoạt động nhân đạo do huyện và tỉnh phát động. Riêng năm học 2019-2020, nhà trường đã quyên góp được gần 10 triệu đồng, hỗ trợ 8 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi em 200.000 đồng, tiền mua sách vở đầu năm học, tặng 3 suất quà cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp khai giảng năm học mới. Thông qua các hoạt động này đã góp phần thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa các cán bộ, giáo viên và học sinh. Đồng thời, đây là một phương pháp nhằm giáo dục đạo đức hiệu quả cho thế hệ trẻ và nhân lên tinh thần tương thân tương ái. Với đặc thù là trường nằm trên địa bàn xã biên giới, có gần 300 học sinh nội trú, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Ngoài giờ lên lớp, các thầy cô giáo phân công nhau xuống khu nội trú, thăm hỏi động viên các em tích cực học tập, hướng dẫn các em làm bài, học bài, cách sinh hoạt cá nhân và thân thiện chia sẻ tình cảm, từ đó tạo không khí gắn kết, hòa đồng để các em yên tâm ở lại trường học tập. Thì bình thường thì các cháu thì ngoài giờ học ở trên lớp thì thường thì sau những buổi học thì tất cả các cô giáo đều xuống động viên các em rồi hướng dẫn các em làm ví dụ nhà trồng rau này rồi giúp các anh chị bên nhà bếp để nấu cơm và hướng dẫn các em về rất là nhiều các vấn đề về giữ vệ sinh chỗ ở này. Cũng thường xuyên là thường hỏi han các cháu là xuống đây thì xa gia đình thì các cháu thì xuống đây có những cái vấn đề gì khó khăn thì tâm sự với các em rồi động viên các em là cố gắng học. Và thì ở đây thì các em cũng rất là cởi mở, nhiều khi là cũng có những em rất là rụt rè không dám là tâm sự với các cô về những cái khó khăn.
chúng em cũng động viên và các bạn ở trong phòng nữa cũng động viên và hỏi về những cái khó khăn của các cháu trong gia đình ấy. Thì các cháu cũng có tâm sự nên là các em cũng rất là gần gũi với lại các thầy cô. Nên là ở đây các em cũng rất là tình cảm. Sự chuyển biến rõ nét nhất trong việc học tập làm theo gương Bác ở trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Ma Thị Hồ, đó là các thầy cô giáo đều nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, tích cực đổi mới trong công tác quản lý, giảng dạy, hết lòng vì học sinh thân yêu để các em ngày càng hoàn thiện về đức, trí, văn, thể, mỹ. Mỗi học sinh luôn biết vượt khó vươn lên và giúp đỡ nhau trong học tập cùng tiến bộ. Theo đó, chất lượng giáo dục của nhà trường không ngừng được nâng lên, nằm trong top các đơn vị dẫn đầu của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Mường Trà. Nhà trường được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc năm học 2018-2019. Chi bộ nhà trường đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh nhiều năm liền. Những kết quả đạt được là tiền đề để nhà trường tiếp tục cụ thể hóa việc học và làm theo Bác thành những hành động trong sự nghiệp chồng người của một xã vùng cao biên giới. Không chỉ có hoàn cảnh gia đình khó khăn mà điều kiện địa hình cũng là trở ngại trên con đường đến trường của rất nhiều học sinh tại trường trung học cơ sở xã Thanh Nưa, trong đó có cô bé Giàng Thị Ngọc Linh. Vì thế, 10 tuổi, Ngọc Linh lần đầu xa Pa Sáng, xa bố mẹ cùng anh chị em trong gia đình xuống học và ở nội trú tại trường trung học cơ sở xã Thanh Nưa. Thấu hiểu những bỡ ngỡ khó khăn từ nếp sinh hoạt học tập đến nỗi nhớ nhà của những ngày đầu hòa nhập trong môi trường mới đối với những cậu bé, cô bé như Ngọc Linh. Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hằng, hiệu trưởng nhà trường luôn gần gũi, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, rèn kỹ năng sống và luôn quan tâm đến tâm tư, tình cảm của các em nhỏ để có sự động viên kịp thời, giúp các em hòa đồng, tiến bộ trong học tập. Con vừa mới xuống trường từ đầu năm. Từ khi lúc xuống trường con thấy hơi nhớ nhà và cô Hằng thường xuyên xuống nội trú động an ủi động viên tới chúng con. Chúng con coi cô Hằng và các thầy cô giáo đều là người mẹ thứ hai, người cha, người mẹ thứ hai của chúng con. Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hằng chia sẻ, những lần vận động học sinh ra lớp đến tận các địa bàn xa xôi, khó khăn như Nậm Ti hay Pa Sáng giúp cô thấu hiểu rõ sự thiệt thòi vất vả của học trò. Đó cũng chính là động lực khiến cô càng nỗ lực không chỉ trong công tác quản lý mà còn trong hoạt động giảng dạy và chăm sóc các em học sinh. Cũng nhờ đó, những năm gần đây, tình trạng học sinh nhà trường bỏ học giữa chừng đã không còn. Đồng thời, chất lượng giáo dục tại nhà trường cũng ngày một nâng lên. Bên cạnh đó, những năm qua, dưới sự dẫn dắt của một cán bộ quản lý hết mình vì công việc, trường trung học cơ sở Thanh Nưa đã có nhiều thay đổi tích cực. Khuôn viên nhà trường ngày càng khang trang, các lớp học đảm bảo trang thiết bị cho việc dạy và học. Trong chỉ đạo quản lý, cô giáo Nguyễn Thị Thu Hằng cũng luôn chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ nhà trường một cách có hiệu quả, đồng thời triển khai tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua do các cấp và ngành giáo dục phát động. Khi mà thực hiện cái chỉ thị 05 của Ban Bí thư Trung ương thì chúng tôi cũng gắn liền vào các cái hoạt động trong nhà trường, đó là quan tâm đến chất lượng giáo dục và tạo điều kiện cho các em rèn kỹ năng sống cho các em học sinh. Và trong những năm qua thì chất lượng nhà trường dần đi lên, có nhiều lượt học sinh giỏi trong các kỳ thi và nhà trường là đến 3 năm liền là tập thể lao động xuất sắc được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua. Và đây cũng chính là cái niềm vui và niềm vinh dự của những người quản lý chúng tôi. Và với riêng bản thân tôi thì luôn luôn tự bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao trình độ và học hỏi được qua các cái lớp bồi dưỡng cũng như là học hỏi trao đổi đồng nghiệp để làm sao mà cái giáo dục nhà trường nó bắt nhịp cực kịp với thời đại cũng như là với công cuộc đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông hiện nay. Với vai trò là bí thư chi bộ nhà trường, cô giáo Hằng và ban giám hiệu nhà trường cũng thường xuyên tổ chức và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do ngành giáo dục phát động, nhất là thực hiện cuộc vận động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, đó là nâng cao chất lượng dạy và học.
Bên cạnh đó, với cương vị người đứng đầu nhà trường và đảm đương nhiều trọng trách, nhưng cô giáo Hằng vẫn luôn tự học tập, rèn luyện, không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn của bản thân. Từ đó góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác quản lý, đổi mới phương pháp chỉ đạo chuyên môn đến cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Đây là một đồng chí hiệu trưởng rất là sát sao, trách nhiệm với cái công việc được giao. Và bản thân đồng chí thì tôi thấy là cái công việc xây dựng cái kế hoạch cũng như là thực hiện cái kế hoạch thì rất là phù hợp. Và có những cái định hướng, có những cái chỉ đạo rất là sát sao đối với lại, không chỉ đối với giảng dạy, đối với chuyên môn mà còn đối với công tác chủ nhiệm lớp. Thực ra là đồng chí Hằng là một người quản lý rất là bận rộn với nhiều công việc nhưng mà vẫn tham gia công tác là bồi dưỡng học sinh giỏi của phòng và của sở. Còn mọi công việc thì là đồng chí rất là sát sao, từ cái đời sống của cán bộ, công nhân viên trong trường đến quan tâm đến cái tâm tư tình cảm của cả những em học sinh ở trong trường. Suốt những năm tháng qua, cùng với những dấu ấn đóng góp vào thành tích chung đáng tự hào của trường Trung học cơ sở xã Thanh Nưa, bản thân cô giáo Nguyễn Thị Thu Hằng còn đạt được nhiều thành tích và danh hiệu cao quý. Trong đó, nhiều năm liền là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 7 năm đạt chiến sĩ thi đua cơ sở và được Ủy ban Nhân dân các cấp khen thưởng nhiều danh hiệu, bằng khen, giấy khen cho những cống hiến, cố gắng, sự nỗ lực tận tâm không mệt mỏi của cá nhân trong sự nghiệp chồng người và xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở đơn vị công tác. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chuyên mục Điện Biên làm theo lời Bác.